nhập cảnh Canada cùng thú cưng có được hay không? Trong phần trước thì Judy đã nói về việc chúng ta được phép nhập cảnh thú cưng Cún hay là Miu Miu là vào với Canada đúng không ạ? Và trong phần này Trúc sẽ nhấn mạnh thêm về cái cách và quy trình để chúng ta nhập cảnh Cún cưng của chúng ta. Nếu anh chị mang cún từ Việt Nam sang Canada với mục đích là thú cưng thì cần xin giấy phép 30 ngày trước chuyến đi. Còn nếu nhập khẩu với mục đích thương mại như bán, nhân giống, triển lãm hay là nghiên cứu khoa học thì cần đáp ứng được tiêu chuẩn về nhập khẩu thương mại, đảm bảo cún lớn hơn 8 tháng tuổi và có một số loại giấy tờ khác. Còn nếu cún của chúng ta dưới 3 tháng tuổi tại thời điểm nhập khẩu thì không cần phải tiêm phòng dại. Hầu hết những cún nhập khẩu vào Canada sẽ phải trải qua cuộc kiểm tra của Canada Border Services Agency là cơ quan dịch vụ biên giới của Canada. Và thường á, phí kiểm tra của cơ quan này đối với cún là khoảng 31 đô cộng với thuế, hay là nếu chúng ta mang thêm con thứ hai sẽ cộng thêm là 5,21 đô cho mỗi con bổ sung. Nếu cún không đáp ứng được các yêu cầu nhập khẩu của Canada về chứng nhận bệnh dại thì sẽ được cách ly để tiêm phòng dại trong vòng 2 tuần và mình sẽ phải trả toàn bộ chi phí. Điều quan trọng là Canada không yêu cầu vi mạch hoặc nhận dạng bằng hình xăm đối với cún nuôi làm thú cưng. Còn nếu cún của mình dưới 8 tháng tuổi theo mục đích thương mại thì sẽ nhận được một cái vi mạch điện tử. Nếu anh chị đang có mục đích nhập cư cùng với cún cưng của mình thì chúng ta nên kiểm tra thông tin rất là kỹ càng trên website của Canadian Food Inspection Agency nhé.